Bùi Kính Hoàng, nguyên phó giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà. Công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng tại miền Bắc Việt Nam là nhà máy thủy điện Thác Bà với công suất 100 MW, 03 tổ máy, được khảo sát từ năm 1959 đến năm 1961 và được xây dựng từ năm 1961 đến năm 1975, mất 4 năm gián đoạn do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Thời kỳ thi công xây dựng thủy điện Thác Bà còn rất thô sơ, công tác đắp đập chủ yếu bằng thủ công. Công tác đầm đất còn phải dùng thân cây gỗ làm đầm để đầm đất, đầm theo hiệu lệnh tiếng còi của chỉ huy. Đất có độ ẩm lớn còn phải mang rang lên cho bớt ẩm để đắp. Bằng quyết tâm vừa sản xuất vừa chiến đấu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân học và làm quen với công việc đã hoàn thành nhà máy thủy điện đầu tiên tại miền Bắc cho đất nước. Từ công trình thủy điện Thác Bà, đội ngũ xây dựng thủy điện đã về tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình lớn nhất Đông Nam Á, tính đến thời điểm chưa có thủy điện Sơn La, với sự giúp đỡ toàn diện của nước bạn Liên bang Xô Viết. Công trình thủy điện Hòa Bình nằm trên địa phận thị xã Hòa Bình, nay là thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 75 km về phía Tây. Thủy điện Hòa Bình nằm ở bậc thang cuối của hệ thống thủy điện trên sông Đà với công suất lắp đặt là 1.920 MW gồm 8 tổ máy với công suất mỗi tổ máy là 240 MW. Mục đích chính của việc xây dựng thủy điện Hòa Bình trên sông Đà là chống lũ cho đồng bằng Bắc Bộ, châu thổ sông Hồng. Ở vùng đồng bằng này, nơi có hơn 15 triệu người sinh sống, thời kỳ xây dựng công trình, có thủ đô Hà Nội và tập trung phần lớn tiềm năng công, nông nghiệp của miền Bắc Việt Nam. Thủy điện Hòa Bình còn có nhiệm vụ quan trọng là phát điện, tưới tiêu, đảm bảo giao thông đường thủy và nuôi thủy sản. Các thông số chính của nhà máy thủy điện Hòa Bình, công suất lắp máy 1.920 MW, điện lượng bình quân 5, 8,16 tỷ kWh, dung tích hồ chứa 9,45 tỷ mỉ, đập dâng, đập đất đá hỗn hợp dài 734 m, cao 128 m, MNDBT, 120 m, MNC, 80 m. Các mốc son lịch sử trong quá trình xây dựng, công trình được khởi công xây dựng ngày 6 tháng 11 năm 1979, ngăn sông đợt 1 ngày 12 tháng 1 năm 1983, ngăn sông đợt 2 ngày 9 tháng 6 năm 1986, thành lập nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 9 tháng 11 năm 1988, hòa lưới điện quốc gia tổ máy M1 20 giờ 20 phút ngày 30 tháng 12 năm 1988, hòa lưới điện quốc gia tổ máy M2 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 năm 1989, hòa lưới điện quốc gia tổ máy M3 20 giờ 23 phút ngày 27 tháng 3 năm 1991. Hòa lưới điện quốc gia tổ máy M4, 14 giờ 39 phút ngày 19 tháng 12 năm 1991. Hòa lưới điện quốc gia tổ máy M5, 10 giờ 45 phút ngày 19 tháng 1 năm 1993. Hòa lưới điện quốc gia tổ máy M6, 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 1993. Hòa lưới điện quốc gia tổ máy M7, 15 giờ 20 phút ngày 7 tháng 12 năm 1993. Hòa lưới điện quốc gia tổ máy M8, 15 giờ 26 phút ngày 4 tháng 4 năm 1994. Khánh thành nhà máy ngày 20 tháng 12 năm 1994. Lũ lịch sử ngày 18 tháng 8 năm 1996 với lưu lượng 22.650 m/s. Công trình điều tiết giảm 42% lưu lượng lũ, giảm mực nước tại Hà Nội 0,87 m. Công trình thủy điện Hòa Bình có quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp, điều kiện địa chất ở khu vực xây dựng công trình phức tạp bởi một loạt các yếu tố bất lợi, đá gốc có độ nứt nẻ cao, có hẻm sâu ở lòng sông, chiều dày tới 60 m với tầng phủ là cát và cuội sỏi thấm nước mạnh, tầng đá ở vai đập bờ trái khối trại nhãn có biểu hiện caster. Cấp động đất nền, phông của khu vực là cấp 7, cấp tính toán là cấp 8. Các công trình đầu mối chính, đập đất đá hỗn hợp dài 734 m, cao 128 m, với khối LUNGDAP các loại vật liệu 21.931.000 m. Dưới lõi đập chống thấm bằng đất sét là màng chống thấm được tạo ra bằng khoan phun sâu 30 m. Công trình xả nước vận hành là đập bê tông trọng lực cao 70 m, rộng 106 m có khả năng xả 35.400 m/s. Tràn có 2 tầng là tầng xả đáy có 12 cửa kích thước 6 x 10 m, tầng xả mặt có 6 cửa kích thước 15 x 15 m.
Gian máy gồm 8 tổ máy với công suất mỗi tổ máy là 240 MW được đặt ngầm trong núi đá có chiều cao 50,5 m, rộng 19,5 m, dài 240 m. Các buồng thiết bị và phòng điều khiển trung tâm được nối với gian máy. Song song với gian máy là gian biến áp một pha gồm 24 máy biến áp, mỗi máy có dung lượng 105 MVA được đấu nối lại với nhau bằng 8 khối. Nâng điện áp từ 15,75 khu vực lên 220 khu vực và đầu vào các dầu áp lực cao 220 khu vực đi qua các tuy nên đến trạm chuyển tiếp nối với đường dây trên không ra trạm phân phối điện ngoài trời 220.110.35 khu vực. Tuy nen dẫn nước vào là 8 tuy nen chịu áp lực, mỗi tuy neo dài 210 m, đường kính 8 m. Cửa nhận nước kiểu tháp cao 70 m, dài 190 m. Các cửa có bố trí lưới chắn rác và các cánh van sửa chữa, van vận hành. Nước từ các tổ máy được dẫn ra bằng các hệ thống độc lập với nhau. Các hầm xả của các tổ máy được ghép từng đôi một bằng các tuy nen dẫn ra hạ lưu. Ngoài ra còn có các đường hầm giao thông, hầm thông, gió, hầm thông hơi. Các khối lượng thi công chính, tổng khối lượng đào đất, đá hở 26.563.000 m, tổng khối lượng đắp các loại vật liệu 24.135.000 m, TRONGDO đắp đập 21.931.000 m2, đắp khác 2.204.000 m, đào ngầm 1.417.000 m, đổ bê tông cốt thép 1.950.000 m, trong đó bê tông công trình hở 1.499.000 m, bê tông công trình ngầm 429.000 m, phun xi măng 159.000 m/d và 108.000 m2, khoan phun chống thấm tầng aluvi 77.200 m/d, lắp ráp thiết bị thủy động lực 12.700 tấn, lắp ráp thiết bị cơ khí thủy lực 26.200 tấn, lắp ráp thiết bị kỹ thuật điện 5.100 tấn. Các giai đoạn thi công chủ yếu: giai đoạn 1 từ năm 1975 đến 1978, xây dựng cơ sở phụ trợ ban đầu, khu nhà ở bờ trái và mạng lưới đường giao thông trong khu phụ trợ. Giai đoạn 2, từ năm 1978 đến 1983, xây dựng cơ sở phụ trợ chính và mạng lưới giao thông từ cơ sở phụ trợ đến các công trình chính. Giai đoạn 3, từ cuối năm 1979 đến 1994, xây dựng các công trình chính. Tổng sơ đồ xây dựng các công trình chính của nhà máy được xác định bởi các điều kiện tự nhiên, giải pháp bố trí và kết cấu các công trình chính, sơ đồ dẫn dòng thi công. Tham gia dẫn dòng thi công trong các giai đoạn thi công khác nhau là lòng sông thu hẹp từ bờ phải, kênh dẫn dòng bờ phải. Hai hầm dẫn dòng thi công chịu áp tiết diện mỗi hầm 116,5 m, đập đang đắp dở ở cao độ 25 m tại khu vực kênh đào, có đập tràn với cao độ đỉnh tràn 32 m ở cuối kênh. 12 cửa xả đáy của đập tràn vận hành kích thước mỗi cửa 6 x 10m, có dốc nước và mũi phóng. Trong quá trình thi công xây dựng các công trình chính có thể chia thành 4 giai đoạn chủ yếu. Giai đoạn 1, từ khi bắt đầu đào hố móng các công trình chính 11/1979, tới khi ngăn sâu ngày 12 tháng 1 năm 1983 dẫn dòng chảy sang kênh dẫn dòng bờ phải. Thời gian kéo dài của giai đoạn 1 là 38 tháng. Giai đoạn 2, từ khi dẫn dòng qua kênh bờ phải 1/1983 đến khi một trong các hầm dẫn dòng sẵn sàng để dẫn nước với lưu lượng mùa kiệt, cho phép bắt đầu đắp đập ở khu vực kênh bờ phải sau khi ngăn kênh ngày 9 tháng 1 năm 1986. Lưu lượng lũ năm 1986 được dẫn qua hai hầm dẫn dòng và đập đang đắp dở với tràn tạm ở cao độ 32 m trong thân đập. Thời gian kéo dài của giai đoạn 2 là 36 tháng. Giai đoạn 3, từ khi hầm dẫn dòng sẵn sàng tháo lưu lượng mùa kiệt 01/1986 đến khi các công trình chính sẵn sàng để tích nước hồ chứa tới cao độ 86 m và đưa tổ máy số 1 vào vận hành tháng 12 năm 1988, tổ máy số 2 vào tháng 12 năm 1989, nối tuyến dẫn nước ra các tổ máy vào các hầm dẫn dòng thi công. Thời gian giai đoạn 3 là 47 tháng. Giai đoạn 4, từ khi khởi động tổ máy số 2 11/1989 cho tới khi xây dựng xong các công trình chính, đưa các tổ máy từ số 3 đến số 8 vào vận hành, tổ máy số 3 vào tháng 3 năm 1991, tổ máy số 8 vào tháng 4 năm 1994 và hoàn thành công tác hoàn thiện, chỉnh trang vào giữa tháng 4 năm 1994.
thời gian của giai đoạn 4 kéo dài gần 45 tháng. Công trình thủy điện Hòa Bình được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên bang Xô Viết. Vì thế, lực lượng chuyên gia Liên Xô đến và làm việc tại công trường thay đổi tùy theo yêu cầu của công việc. Thời kỳ cao điểm nhất là 781 người năm 1988. Lực lượng làm việc tại công trường của các bên từ chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, các đơn vị thi công xây lắp như Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà, Xí nghiệp Liên hiệp Lắp máy 10, Liên hiệp Thi công Cơ giới 12, Sư đoàn 565 thuộc Binh đoàn 12. Trong các thời kỳ có từ 30.000 người đến 37.000 người. Bắt đầu từ năm 1989, cùng với việc giảm bớt cường độ công tác xây lắp thì số người cũng giảm dần, số lượng làm việc tại công trường và các đơn vị xây dựng đã đưa bớt lực lượng đến các công trình khác. Nhà máy thủy điện Hòa Bình với sự giúp đỡ của Liên Xô đi vào vận hành đánh dấu một bước ngoặt về sự phát triển của ngành điện Việt Nam, đồng thời mang dấu ấn lịch sử là biểu tượng cho tình hữu nghị sâu đậm và sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam, Liên Xô. Công trình thủy điện Hòa Bình đã được mệnh danh là công trình của thế kỷ 20, công trình được mang tên công trình thanh niên cộng sản. Từ công trình thủy điện Hòa Bình, đội ngũ quản lý, xây dựng thủy điện của Việt Nam đã học tập, nắm bắt được về kỹ thuật, công nghệ, kiến thức trong xây dựng công trình thủy điện và đã tự bằng lực lượng của mình từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công nhiều các công trình thủy điện lớn, nhỏ trong nước và nước bạn Lào đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một số công trình thủy điện đã được xây dựng sau Hòa Bình, nhà máy thủy điện Trị An 1984-1991, công suất 400 MW, nhà máy thủy điện Iali 1993-2022, công suất 720 MW, nhà máy thủy điện Hàm Thuận Dami 1997-2001, công suất 300 MW, nhà máy thủy điện Cần Đơn 2000-2004, công suất 77,6 MW, nhà máy thủy điện Tuyên Quang 2002-2008, công suất 342 MW, nhà máy thủy điện Xe Sản 3A 2003-2007, công suất 108 MW, nhà máy thủy điện Xê San 4 2004-2010, công suất 360 MW, nhà máy thủy điện Nậm Chiến 1 2005-2012, công suất 200 MW, nhà máy thủy điện Bản Vẽ 2005-2010, công suất 320 MW, nhà máy thủy điện Sơn La 2005-2012, công suất 2400 MW, nhà máy thủy điện Hội Quản 2006-2016, công suất 520 MW, nhà máy thủy điện Bản Chát 2006-2015, công suất 220 MW, nhà máy thủy điện Lai Châu 2011-2016, công suất 1200 MW. Các nhà máy thủy điện bên Lào như Xe Rơ Bẩm, Xê Ca Mần 1, Xê Ca Mần 3. Trong quá trình xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình cũng có những mất mát lớn. Có 168 người, trong đó 11 chuyên gia Liên Xô đã hy sinh trong quá trình xây dựng. Chúng ta tri ân và tưởng nhớ đến họ. Từ công trình thủy điện Hòa Bình đến các công trình thủy điện sau này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần làm việc quên mình, không quản ngại khó khăn. Lao động sáng tạo đã được nhà nước tôn vinh là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, là các chiến sĩ thi đua toàn quốc và rất nhiều các huân, huy chương cao quý cho các tập thể và cá nhân. Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, các tập thể được phong tặng anh hùng Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà năm 2004. Đội Khoan Giếng, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm năm 1989. Công ty Xây dựng Công trình Ngầm Sông Đà 10 năm 1998. Công ty Xây lắp và Thi công Cơ giới Sông Đà 9 năm 2000. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 năm 2011. Các cá nhân được phong tặng anh hùng, ông Nguyễn Văn Bình, đội trưởng đội Khoan Giếng Đứng, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm năm 1986. Bà Lê Thị Ngừng, thợ vận hành máy xúc EKG năm 1986. Ông Đào Công Chứng, lái xe Bella năm 1986. Ông Nguyễn Hữu Tươi, đội trưởng đội Khoan, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm năm 1986. Ông Trần Thọ Chữ, giám đốc Công ty Xây dựng Công trình Ngầm năm 1989. Ông Cao Lại Quang, giám đốc Công ty Xây dựng Sông Đà 5 năm 1998.
Ông Nguyễn Văn Thêm, đội trưởng, xí nghiệp 401, công ty xây dựng sông Đà 4, năm 2000. Ông Bùi Văn Thọ, thợ vận hành máy xúc, công ty cổ phần sông Đà 9, năm 2005. Ông Nguyễn Duy Hoàn, thợ hàn, công ty cổ phần sông Đà 5, năm 2005. Ông Nguyễn Sĩ Thanh, thợ khoan, công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2005. Ông Nguyễn Bá Lộc, thợ khoan, công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2005. Ông Lê Văn Quế, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công ty sông Đà, năm 2008. Ông Đỗ Yên Sơn, đội trưởng, xí nghiệp 10.2, công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2008. Ông Nguyễn Văn Nhi, đội trưởng xí nghiệp 602, công ty cổ phần sông Đà 6, năm 2008. Tập thể được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, tổng công ty xây dựng sông Đà, năm 1994 và năm 2000. Các cá nhân là chiến sĩ thi đua toàn quốc, ông Nguyễn Khắc Kiên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công ty xây dựng sông Đà, năm 2000. Ông Trần Hồng Vũ, thành viên hội đồng quản trị, tổng công ty xây dựng sông Đà, năm 2000. Ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc công ty TVXD sông Đà, 2000. Ông Dương Khánh Toàn, giám đốc công ty XL và TCCG sông Đà 9, năm 2000. Ông Ninh Mạnh Hồng, giám đốc công ty sông Đà 12, năm 2000. Ông Nguyễn Kim Tới, giám đốc công ty xây dựng công trình ngầm sông Đà 10, năm 2000. Ông Bùi Kính Hoàng, phó tổng giám đốc, tổng công ty sông Đà, năm 2005. Ông Kim Mạnh Hà, trưởng phòng kinh tế, tổng công ty sông Đà, năm 2005. Ông Nguyễn Xuân Chuẩn, giám đốc công ty cổ phần sông Đà 7, năm 2005. Ông Nguyễn Trường Thành, thợ hàn, công ty sông Đà 4, 2005. Ông Đỗ Yên Sơn, thợ hàn, công ty sông Đà 10, năm 2005. Ông Thái Sơn, phó tổng giám đốc, tổng công ty sông Đà, năm 2008. Ông Nguyễn Sĩ Cát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 7, năm 2008. Ông Vũ Văn Tính, tổng giám đốc công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2008. Ông Lê Văn Châu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 11, năm 2008. Ông Phạm Văn Hùng, tổng giám đốc công ty tư vấn sông Đà, năm 2008. Ông Hồ Sĩ Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 6, năm 2010. Ông Trần Ngọc Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2010. Ông Chu Minh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Simco sông Đà, năm 2010. Ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc công ty TVXD sông Đà, 2000. Ông Dương Khánh Toàn, giám đốc công ty XL và TCCG sông Đà 9, năm 2000. Ông Ninh Mạnh Hồng, giám đốc công ty sông Đà 12, năm 2000. Ông Nguyễn Kim Tới, giám đốc công ty xây dựng công trình ngầm sông Đà 10, năm 2000. Ông Bùi Kính Hoàng, phó tổng giám đốc, tổng công ty sông Đà, năm 2005. Ông Kim Mạnh Hà, trưởng phòng kinh tế, tổng công ty sông Đà, năm 2005. Ông Nguyễn Xuân Chuẩn, giám đốc công ty cổ phần sông Đà 7, năm 2005. Ông Nguyễn Trường Thành, thợ hàn, công ty sông Đà 4, 2005. Ông Đỗ Yên Sơn, thợ hàn, công ty sông Đà 10, năm 2005. Ông Thái Sơn, phó tổng giám đốc, tổng công ty sông Đà, năm 2008. Ông Nguyễn Sĩ Cát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 7, năm 2008. Ông Vũ Văn Tính, tổng giám đốc công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2008. Ông Lê Văn Châu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 11, năm 2008. Ông Phạm Văn Hùng, tổng giám đốc công ty tư vấn sông Đà, năm 2008. Ông Hồ Sĩ Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 6, năm 2010. Ông Trần Ngọc Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 10, năm 2010. Ông Chu Minh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Simco sông Đà, năm 2010. Ông Trần Quốc Tuấn, thợ hàn, công ty cổ phần sông Đà 5, năm 2010. Ông Trần Kim Minh, thợ khoan, công ty cổ phần sông Đà 7, năm 2010. Ông Hồ Văn Dũng, tổng giám đốc, công ty cổ phần sông Đà 2, năm 2011. Ông Vũ Khắc Kiệp, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông Đà 5, năm 2013. Ông Nguyễn Văn Tùng,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 năm 2013, Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam, các tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng, Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2008, Đội cầu chuyển 1, Xí nghiệp Lắp Máy Hà Nội năm 1985, Xí nghiệp Kết cấu Thủy công, Liên hiệp Lắp Máy số 10 năm 1989. Các cá nhân được phong tặng Anh hùng lao động, ông Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội cầu chuyển 1, Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy năm 1985. Ông Nguyễn Huyền Chiếc, Phó Giám đốc xí nghiệp Liên hiệp lắp máy số 10 năm 1989. Lắp máy Việt Nam năm 1990. Ông Nguyễn Văn Ninh, Đội trưởng Đội tua bin, xí nghiệp Liên hiệp lắp máy 15 năm 1990. Ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam năm 1990. Ông Lưu Huy Thành, Phó Giám đốc Xí nghiệp Lắp Máy và Xây dựng số 10, Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam, năm 2000. Ông Nguyễn Thế Trinh chỉ huy thi công lắp máy tại công trình Sơn La, Công ty Cổ phần Lilama 10, năm 2013. Ban Quản lý Công trình Thủy điện Hòa Bình, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, ông Thái Phụng Nê Giám đốc Ban Quản lý Công trình Thủy điện Hòa Bình, năm 2001. Cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, ông Thái Phụng Nê, Giám đốc Ban Quản lý Công trình Thủy điện Hòa Bình, năm 2013. Các cá nhân là chiến sĩ thi đua toàn quốc, ông Mai Văn Biểu Ban Quản lý Công trình Thủy điện Hòa Bình, năm 2005, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, từ ngày khởi công công trình, tập thể những người xây dựng, quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã ngày đêm lao động quên mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng 01 Huân chương Độc lập hạng 3, 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 02 Huân chương Lao động hạng nhì, 02 Huân chương Lao động hạng ba, 24 Huân chương Lao động hạng nhì, 3 cho các đơn vị trực thuộc và cá nhân, 05 Cờ Luân lưu của Chính phủ, 02 Cờ Luân lưu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 02 Cúp Bạc Chất lượng Việt Nam, nhiều cờ, bằng khen của các bộ, các cấp, các ngành và tỉnh Hòa Bình. Tập thể đơn vị Nhà máy Điện Anh hùng Lao động 6.1998. Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đồng chí Vũ Đức Quỳnh được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000. Sư đoàn 565, binh đoàn 12 được khen thưởng. Đoàn 565, binh đoàn 12 được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động. Cá nhân đồng chí Trần Văn Cường, đoàn phó đoàn 565 được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động 01 Huân chương Độc lập hạng nhất, 02 Huân chương Độc lập hạng nhì, đoàn 565 và trung đoàn 14. 12 Huân chương Lao động các loại cho đại đội, tiểu đoàn, 01 Huân chương Chiến công hạng 3, 48 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại, 250 cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, binh đoàn 12. Đoàn cơ sở được tặng bức chướng của Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Huân chương Lao động hạng 2. Đoàn 565, binh đoàn 12 được tặng 03 huy chương vàng công trình đạt chất lượng cao. Đó là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ, Trung ương đoàn trao tặng cho tập thể đoàn 565 và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đoàn 565 đã có thành tích trong tham gia xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, công trình thế kỷ góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.